Năm 2016, giải vô địch châu Âu Euro lần thứ 15 đã kết thúc với trận chung kết đáng nhớ khi Bồ Đào Nha đánh bại Pháp 1-0, qua đó lần đầu tiên đăng quang ở sân chơi châu lục. Hình ảnh đáng nhớ ở trận chung kết Euro 2016 giữa Pháp và Bồ Đào Nha khi Ronaldo rời sân ngay phút 25 sau va chạm với Dimitri Payet. Đến phút 109, tiền đạo vào sân thay người Eder đã tung cú sút hiểm hóc, ghi bàn duy nhất của trận đấu giúp Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình ở link kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và ủng hộ cho channel của chúng mình nha. Nếu xét về độ nổi tiếng và hấp dẫn thì Euro không thể sánh bằng World Cup. Tuy nhiên mỗi khi giải đấu này diễn ra, nó vẫn thu hút sự chú ý của tất cả người dân yêu bóng đá trên toàn thế giới. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại 6 trận chung kết Euro vô cùng đáng nhớ trong 20 năm qua, từ năm 1996 đến năm 2016, để xem liệu nó có xứng tầm là giải đấu danh giá nhất châu Âu và đáng xem bậc nhất cấp độ đội tuyển hay không nhé. Pháp với Bồ Đào Nha Euro 2016. Dù vẫn mang danh đại gia đi thi đấu, nhưng thực sự để mà nói về việc Bồ Đào Nha tiến vào tới trận chung kết Euro 2016, quả thực vẫn là một bất ngờ rất lớn. Và khi đối thủ trong trận đấu cuối cùng của Selecao châu Âu là chủ nhà Pháp đang hừng hực khí thế, có đầy đủ mọi điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa, có rất ít người dám tin đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos có thể chiến thắng. Nhận định đó càng được củng cố khi niềm hy vọng số 1 của quốc gia thuộc bán đảo Iberia, Cristiano Ronaldo buộc phải rời sân bằng cáng và nước mắt với pha vào bóng ác ý của Dimitri Payet ngay trong hiệp 1. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà và cũng có một thế trận không hề tồi, nhưng những chú gà trống vô loa không thể xuyên phá mảnh lưới của Rui Patricio dù chỉ một lần trong suốt 120 phút. Và tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, đội bóng áo lam đã phải nếm trải quy luật nghiệt ngã nhất trong bóng đá. Phút 109, tiền đạo vào sân thay người Eder đột nhiên hóa siêu Seda với một pha đi bóng tự tin rồi tung cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc, không cho thủ thành Hugo Lloris bất kỳ một cơ hội cản phá nào, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cùng với niềm vui vỡ òa cho toàn bộ tập thể Bồ Đào Nha, đặc biệt là đội trưởng Cristiano Ronaldo. Tiếng còi mãn cuộc cất lên, người bồ hò reo ăn mừng trong hạnh phúc. Còn cả đất nước hình lục lăng, họ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, để rồi tất cả gục ngã trong nước mắt và đau đớn khi nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp bạc danh giá ngay trên sân vận động Stade de France linh thiêng. Tây Ban Nha với Italia Euro 2012. Tây Ban Nha bước vào Euro 2012 với vị thế của một nhà vô địch tuyệt đối khi họ vừa đăng quang Euro 2008, lại vừa là đế vương tại World Cup 2010. Và với chiến thuật 4-6-0 không tiền đạo độc đáo của huấn luyện viên trưởng Vincent De Bosque, La Rosa đã một mạch tiến đến trận chung kết để đối đầu với bức tường thiên thanh Italia. Ở trận chung kết thứ 3 liên tiếp trong vòng 4 năm, những chú bò tót tiếp tục khẳng định sự thống trị hoàn hảo của mình khi nã vào lưới Buffon 4 bàn không gỡ. Lần lượt David Silva, Alba Torres và Mata đã xé toang mảnh lưới Italia để biến trận chung kết Euro 2012 thành trận đấu một chiều theo đúng nghĩa đen. Những tưởng màn hủy diệt người Ý năm đó sẽ tiếp tục mở ra con đường thống trị cho Xavi và các đồng đội, nhưng như quy luật tất yếu của số phận, chu kỳ nào dù có rực rỡ đến mấy thì cũng có lúc thoái trào. Đỉnh cao tại Euro 2012, trớ trêu thay lại là dấu son cuối cùng của một đế chế Tiki-Taka hùng mạnh và đầy biến ảo trước khi nó chính thức bị khắc chế và bắt bài. Cùng với gánh nặng tuổi tác cũng đè lên các trụ cột, Tây Ban Nha đã tạm khép lại những trang sử đầy hào hùng của mình với hai chức vô địch Euro cùng một chiếc cúp vàng World Cup liên tiếp chỉ trong 4 năm.
Đức với Tây Ban Nha Euro 2008. Nếu như Euro 2012 là vạch đích cuối cùng cho chu kỳ thành công rực rỡ của tuyển Tây Ban Nha, thì Euro 2008 chính là nơi những chú bò tót bắt đầu đặt ách thống trị của mình lên không chỉ châu Âu mà là toàn thế giới. Trước khi giải đấu số 1 trời Âu cấp độ đội tuyển 2008 được diễn ra, Tây Ban Nha cũng đã được xưng làm vua, nhưng biệt danh này chả lấy gì làm vinh hạnh, thậm chí người dân nơi đây còn muốn xóa bỏ đi ngay lập tức. Đó là danh xưng vua vòng loại, ám chỉ việc La Rosa mỗi khi đá vòng loại thì thường rất bay và luôn giành được tấm vé đi tiếp sớm. Nhưng cứ đến khi đá ở giải chính thức, những chú bò tót như bị bẻ sừng và trở nên yếu đuối một cách lạ thường. Tuy nhiên tại Áo và Thụy Sĩ, hai nước đồng đăng cai Euro 2008, đội bóng áo đỏ đã chính thức xóa bỏ đi cái biệt danh không mấy hay hò đó một cách thuyết phục. Dưới bàn tay lão luyện của cố huấn luyện viên Luis Aragonés, Tây Ban Nha lần lượt vượt qua những rào cản khó nhằn nhất để tiến đến trận chung kết gặp những cỗ xe tăng Đức. Và khoảnh khắc xuất thần mang tên Fernando Torres khi cựu cầu thủ Liverpool đã có màn tì đè và bứt tốc vô cùng khôn khéo để vừa tặng cho Philip Lahm tình huống gây ám ảnh nhất trong sự nghiệp, vừa xé toang mảnh lưới của Jens Lehmann. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Tây Ban Nha chính thức trở thành ông vua của bóng đá châu Âu kể từ lần đầu họ làm được điều đó từ năm 1964. Bồ Đào Nha với Hy Lạp Euro 2004. Nếu như ở Euro 2016, Bồ Đào Nha tạo ra câu chuyện thần kỳ khi đánh bại chính chủ nhà Pháp trong trận chung kết để lên ngôi vô địch, thì cách đây 12 năm trước, chính họ cũng là từng nếm nỗi đau đớn tột cùng của việc thất bại đó, thậm chí là còn đau hơn rất nhiều những gì người Pháp phải hứng chịu. Euro 2004, nơi Bồ Đào Nha nghiễm nhiên được xếp vào là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, khi họ vừa là chủ nhà đăng cai giải đấu, lại đang sở hữu trong tay thế hệ vàng đầy tài năng, bao gồm những Figo, Rui Costa, Pauleta, Deco và một Cristiano Ronaldo đầy trẻ trung nhiệt huyết. Và Selecao châu Âu đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại mọi chướng ngại vật để hiên ngang bước đến trận chung kết gặp hiện tượng Hy Lạp. Tuy nhiên kỳ tích đã xảy ra khi anh chàng David Tí Hon Hy Lạp đã quật ngã Goliath khổng lồ Bồ Đào Nha. Chỉ bằng pha đánh đầu lạnh lùng của Charistis vào phút 57, cùng lối đá vô cùng chặt chẽ và kỷ luật, đội bóng đến từ xứ sở của các vị thần đã tạo ra cơn địa chấn cực mạnh khi có lần đầu tiên đăng quang tại một kỳ Euro, đồng thời viết lên câu chuyện cổ tích tuy khó tin nhưng đầy thuyết phục ngay tại thế giới đương đại. Pháp với Italia Euro 2000. Pháp bước vào Euro 2000 với vị thế của nhà vô địch thế giới khi đã bại Brazil với tỷ số 3-0 để đăng quang ngay trên sân nhà. Và thế hệ đầy tài năng của những chú gà trống Gauloa tiếp tục được cất cao tiếng gáy tại kỳ Euro 2 năm sau đó. Mặc dù đã để người Ý vươn lên dẫn trước với cú đệm lòng cần thành của Del Vecchio ở phút 55, nhưng người Pháp với quyết tâm không bỏ cuộc đã tìm được bàn gỡ hòa ở những giây bù giờ cuối cùng khi Sylvain Guitaut có pha dứt điểm chéo góc đầy tự tin. Để rồi vào thời điểm đó, luật bàn thắng vàng vẫn được áp dụng. Ấn kiếm đã gọi tên David Trezeguet khi chân sút mang áo số 20 có cú bắt vô lê huyền thoại làm tung nóc lưới Francis Coutinho ở hiệp phụ, chính thức nhấn chìm ước mơ chạm tay vào chiếc cúp vô địch của những chiếc áo thiên thành. Đồng thời bàn thắng vàng đó của chàng David cũng đã giúp Pháp trở thành cái tên vĩ đại khi vô địch hai kỳ World Cup và Euro liên tiếp. Cộng hòa Séc và Đức Euro 1996. Đội tuyển Đức tuy bước vào Euro 1996 với nhiều vấn đề, nhưng họ cũng hiên ngang tiến tới trận đấu cuối cùng bởi phong độ tuyệt vời của Matthias Sammer, libero cuối cùng của thế giới bóng đá. Đối đầu với những cỗ xe tăng là chú ngựa ô Cộng hòa Séc, hiện tượng thú vị của giải đấu với một thế hệ gồm nhiều anh tài như Nedved, Nemeth, Kuka, Bezje. Cộng hòa Séc cho thấy việc họ lọt vào tới trận đấu cuối cùng không phải là may mắn khi là đội vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của nhạc trưởng Bezje. Tuy nhiên người Đức ở giải đấu đó không chỉ có Sammer xuất sắc
mà họ còn sở hữu quân bài tỷ chất lượng mang tên Oliver Bierhoff. Hai bàn thắng, một từ pha đánh đầu dũng mãnh mang đúng thương hiệu của cựu tiền đạo AC Milan, một đến từ cú dứt điểm phát tài phát lộc trong hiệp phụ. Thêm sự giúp sức từ sai lầm của thủ thành Koba, Bierhoff đã có bàn thắng vàng quý giá để đưa người Đức chạm đỉnh châu Âu, đồng thời cũng trực tiếp đưa tên tuổi của ông vào ngôi đền của những huyền thoại. Vừa rồi là những diễn biến đáng chú ý của 6 trận chung kết Euro vô cùng đáng nhớ trong vòng 20 năm từ 1996 đến 2016. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.